Rồi tiếp theo mình sẽ nói tới phần phụ lục của buổi Photoshop thứ hai. Thì phần phụ lục này mình cũng tính giới thiệu với các bạn là chính là cách để làm một cái chữ 3D giống như vậy. Thì ở đây hình mũi tên của mình với lại những cái chữ ở trong đây là mình làm bằng hiệu ứng 3D. Rồi thì đâu thì bây giờ mình sẽ vào Photoshop. Các bạn lưu ý là để là một số Photoshop nếu mà không phải là bản Extended thì nó sẽ không có hiệu ứng 3D ở đây. Thì trong cái đường link mà mình cung cấp cho các bạn thì cái Photoshop đó là nó đã có hiệu ứng 3D sẵn rồi, cái bản CC 2014. Thì bạn cứ đao về rất bình thường thì mở lên nó sẽ có hiệu ứng 3D. Rồi đầu tiên mình sẽ tạo một cái project tỷ lệ 43 1750 resolution 150 đi. Mình nhấn ok. Rồi rồi sau đó mình sẽ tiếp tục chèn thêm hai cái hình ở ngoài vô, ví dụ mình chèn cái hình vân gỗ. Chèn hình vân gỗ này. Incomplete. Ok, cũng bự mà. Giờ mình tháo ra, mình chèn vô đây. Rồi ok, tiếp theo là mình sẽ chèn một cái hình khác nữa, ví dụ mình chèn hình kim loại này, tấm sắt kim loại. Ok rồi thì đầu tiên mình sẽ gõ một cái test bất kỳ lên đây, ví dụ như mình ghi là PNG đó. Vật công trăm một BNTX media thì còn lớn quá, mình sẽ cho còn 70. Ok vậy là vừa rồi. Thì cách mình hướng dẫn cho các bạn là mình sẽ làm như cái bản mẫu giống như vậy, là mình sẽ có hai chữ mũi tên, một cái là chữ PNT, một cái là media. Thì để làm được cái đó thì đầu tiên mình sẽ cái chữ X của mình đây, thật ra nó là một cách để mình làm cái mũi tên. Rồi mình sẽ nhấn vào phần character ở đây, nếu mà bạn nào không có character thì bạn vào Windows chọn character nó sẽ hiện ra. Rồi đầu tiên mình sẽ size cái X này cho nó bự lên, ví dụ như vậy đi. Rồi sau đó mình sẽ di chuyển cái này xuống dưới, thì nó để bạn kéo size nó lên thì bạn nhấn control đó thì nó sẽ hiện cái dấu mũi, cái hiện cái icon là cái ngón tay cùng với hai cái mũi tên, thì các bạn chỉ kéo là nó sẽ tăng chữ lên. Rồi bây giờ mình sẽ nó cho nó đi xuống một xíu sao cho mà nó nằm giữa chữ PNG chữ media, bự lên xíu nữa, cho xuống một xíu nữa. Ok rồi bây giờ mình sẽ đẩy chữ media sát chữ X lại bằng cách mình nhấn nút Alt+F và nhấn phím lùi. Rồi tương tự ở đây mình cũng nhấn Alt+F và nhấn phím lùi. Rồi ok, hai bên gì đối xứng nhau. Rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng một cái công cụ là Rectangular Marquee Tool. Thì cái này mình sẽ quét một cái đường ở ngoài cái test này. Mình khoan, mà trước khi quét thì mình canh cho nó vô giữa này đó. Ok rồi mình sẽ quét thử nha. Rồi sau đó mình sẽ nhấn vào Control Alt+S. Khi bạn nhấn Control Alt+S và các bạn chọn con chuột vô cái layer test này thì lập tức nó sẽ bao khung quanh cái con chữ của các bạn luôn. Đó, nên là một cái rất là hay. Rồi
Tiếp theo đó ta ý của mình là sau đó mình sẽ bỏ cái layer tape này vào thùng rác. Mình thật ra mình tạo ra để chính mình chỉ lấy cái khung bao quanh ngoài đó thôi. Thì ý của mình là mình sẽ sử dụng cái bách rau màu trắng này. Rồi lát nữa các bạn sẽ thấy. Rồi ở đây các bạn phải nếu mà các bạn nào đang chọn cái background color ở đây mà các bạn chọn màu đen á thì các bạn phải sửa nó lại thành màu trắng nha. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo một cái layer mới, một cái layer trong suốt này. Mình chỉ vô cái layer trong suốt này, mình sẽ nhấn là Ctrl Delete đó. Lập tức mình sẽ cái layer mới của mình ứng với lại cái background ở dưới đây thì mình cần Ctrl Delete đó, mình sẽ tạo được một cái nền trắng mà không có những cái không có cái chữ này. Sau đó mình nhấn Ctrl D. Rồi nếu các bạn thấy nó vẫn chưa chính giữa thì các bạn chỉnh lại cho nó lên chính giữa. Rồi tiếp theo đến đó là mình sẽ dùng mình sẽ crop cái hình mũi tên bằng cách mình cũng sử dụng marquee tool luôn. Mình sẽ quét một cái đường ngang như vậy, dĩ nhiên là các bạn phải chọn cái layer mà mới nha. Rồi mình sẽ quét một đường như vậy đi. Ok rồi, để các bạn muốn quét tiếp thêm một đường nữa thì các bạn nhấn shift. Mình sẽ quét thêm một cái đường dọc ở đây. Ok tương tự mình cũng sẽ quét thêm một cái đường dọc ở đây. Bao nhiêu chưa ta? Ok rồi tương tự mình sẽ quét thêm một cái đường dọc ở đường dọc vào đây luôn, quét thêm một cái đường dọc ở dưới đây lên lên xíu. Rồi ok rồi thì tiếp theo đó là mình sẽ quét một cái đường dọc mà nó tiệm cận chữ X nè, tiệm cận với lại cái cạnh ngoài của chữ X nhưng mà nó sẽ không có sát với chữ lắm. Rồi một đường tiếp theo tương tự ở đây luôn, tiệm cận với cái cạnh ngoài của X. Bao nhiêu chưa ta? Khổ quá, cái này phải canh bằng mắt. Hai đường rồi. Ba đường. Rồi, tiếp theo là đường cuối cùng. Bốn đường. Rồi thì các bạn nhấn delete. Đó thì các bạn sẽ thu được hai cái mũi tên giống như vậy, nhưng mà hình như hình bên đây nó bị thiếu mất rồi. Mình sẽ làm lại. Ok. Xuôi thôi. Tiệm cận chữ X nha. Rồi bên đây tiệm cận hồi nãy mình cắt hơi lố nên cái mũi tên nó không có, nó hơi kỳ. Rồi ok mình vẫn bị lố hay sao. Thêm một cái nữa. Rồi delete thử. Ok mình thấy hai mũi tên nói gần như giống nhau rồi. Ok bây giờ mình sẽ delete hai cái dấu gạch chọc này. Delete DM delete. 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 Rồi. Vậy là mình đã thu được hai cái mũi tên mà có hình chữ BNT media.
Rồi bây giờ là bắt đầu mình sẽ sử dụng cái 3D. Thì đầu tiên á, các bạn có hai cái layer nãy mình nói đúng không? Thì bây giờ các bạn nhấn Control chọn hai cái layer này luôn, các bạn vào chọn 3D. Ở đây các bạn chọn là New Mesh From Layer và chọn Bokeh. Mình chỉ mới thử những cái này thôi, chứ còn những cái khác thì mình cũng không biết có ý nghĩa gì. Nhưng mà cứ vậy đi. Thì bây giờ các bạn, ý nghĩa của cái này nghĩa là gì? Nó sẽ tạo cho các bạn một cái để các bạn có thể lấy mẫu. Bây giờ giả sử mình có hai cái hình này đúng không, thì một cái mình sẽ chọn là để lấy mẫu và một cái mình sẽ chọn là hình nền. Tại vì nếu mà mình lấy cái mẫu mà nó chung với cái mẫu background á, thì lát nữa mình sẽ xuất cái file ra thì nó không có rõ ràng giống như cái này nè. Hai cái đều là chung màu cái background hết. Rồi bây giờ mình sẽ thử. Rồi để chọn mẫu thử thì các bạn nhấn vào cái layer mà các bạn muốn chọn đó. Các bạn vào qua cái mục 3D. Rồi các bạn chọn cái on screen này nè, sau on screen element nè. Rồi tiếp theo là các bạn chọn layer material, ví dụ mình chọn layer 2. Layer 2 của mình chính là cái cục sắt này nè. Ừ, chọn layer 2 thì nó đây nó sẽ hiện cái quả cầu lên. Đó thì nó thì nếu mà các bạn muốn lấy cái layer 2 này á làm cái màu cho cái 3D chữ layer của mình thì các bạn sẽ nhấn vô đây. Các bạn nhấn vô cái bánh răng này. Các bạn chọn new material. Ví dụ như là mình chọn cái này là sắt. Tấm sắt. Đó, cái tên của mình sẽ như vậy, các bạn nhấn ok. Rồi. Tiếp theo á là rồi, ok. Sau đó mình cũng sẽ làm một cái mẫu giống như vậy luôn để có gì lát nữa mình có nhiều lựa chọn. Đi. Các bạn vô đây. Đó thì cái này chính là cái mẫu mà vân gỗ nè. Thì mình sẽ chọn cái này là đặt tên mới luôn. Nhưng mà chưa gò tấm gỗ. Rồi ok, vậy là mình có hai mẫu, một cái tấm sắt và một cái là tấm gỗ. Rồi. Bây giờ mình sẽ chọn vào cái mình sẽ chọn một cái chữ này nè. Đó bắt đầu mình sẽ đem những cái mẫu đó vô ứng dụng vào cái chữ. Thì mình nhấn vô cái layer test. Các bạn vào 3D chọn là new 3D extrusion form selected layer. Đó, các bạn nhấn vô thì nó sẽ cái chữ của bạn sẽ hiện lên cái hình 3D. Cái đây là một cái camera mà các bạn nhìn từ trên xuống, cái này là các bạn nhìn từ trước tới. Đây là cái hệ trục tọa độ. Rồi. Ok thì bây giờ đó là những cái layer này là nó có ý nghĩa là khi các bạn nhấn vô đó, là các bạn có thể chọn được cái từng từng cái mặt. Thì lúc mà các bạn dựng cái 3D của cái test lên đó, thì nó sẽ ứng như có 6 mặt. Cái test bạn sẽ hiện lên thành 6 mặt, có nghĩa là mặt trên dưới, mặt trước sau và mặt phải trái. Rồi thì cũng tương ứng với lại những cái ở đây thì các bạn từng từng cái mặt các bạn có thể chọn những cái material khác nhau. Rồi riêng mình thì mình sẽ chọn là cái material là vân gỗ. Rồi ok, mình sẽ ứng với cái này cho tất cả các mặt luôn. Rồi ok, và cái chữ 3D của mình nó sẽ giống như vậy. Và mỗi cái vân gỗ á, thì các bạn mỗi cái mặt của các bạn có thể chỉnh những cái hiệu ứng nó khác nhau. Ví dụ như là các bạn có thể tăng sáng lên, set lại 20, tăng đó, cái này bạn có thể tăng độ tương phản lên đó thì nó sẽ ra xuất hiện những cái mẫu khác. Rồi từ dưới đây rồi mình sẽ chọn hết năm cái này. Vào đây là mình sẽ tiếp tục, mình sẽ chọn cái thùng rác ở kế bên. Cái này là home screen nè, home screen. Tiếp theo mình sẽ chọn cái thùng rác kế bên.
cái thùng rác tới bên này nó ứng dụng của nó là để bạn chỉnh cái độ dày của cái miếng 3D này. Thì ở đây nó dày 4,36 cm thì mình sẽ chọn là nó dày đằng trước tới hay đằng sau tới ha. Mình sẽ cho nó dày khoảng 2 cm thôi, 2,7 cm. Rồi tiếp theo đó là mình chọn tiếp vào cái ô vuông ở đây. Ô vuông này đó là nó giúp cho các bạn lập cái con chữ này. Ví dụ ở đây đó là cái trục XY Z mà theo hướng xoay, rotation là hướng xoay. Bây giờ giả sử mình xoay cái chữ này 90 độ đó, thì nó sẽ lật cái ngược cái chữ lên 90 độ theo trục X. Trục X là trục nằm ngang, các bạn xoay 90 độ thì nó sẽ xoay quanh trục nằm ngang. Thì lần này nó sẽ quay 90 độ lên đây đó, thì các bạn thấy là cái mặt dưới của mình nó sẽ như vậy, và cái mặt trên của mình khi nhìn chữ BNT Media nó sẽ giống như vậy. Rồi rồi giả sử mình chọn 90 độ đi, 90. Rồi bây giờ mình muốn nhìn vô cái mặt 90 này thì sao, nghĩa là nhìn từ trên xuống chứ không phải là nhìn cái góc này nữa. Thì các bạn nhấn vô đây, các bạn chọn top, sau đó các bạn nhấn vô đây đó, các bạn sẽ bắt đầu có thể nhìn từ trên dưới của cái chữ. Rồi ok, theo đó là mình sẽ quay về cái layer ban đầu. Bây giờ tại vì mình đã lỡ chọn cái layer, cái material của mình là cái tấm sắt với lại cái không, material của mình là cái vân gỗ rồi, nên mình nếu mà mình chọn cái nền là cái vân gỗ đó, thì thành ra nó bị trùng, nó sẽ không có rõ được. Nên bây giờ mình sẽ chọn cái nền của mình với lại cái tấm sắt này. Đúng ta, à, ok cứ thử đi. Tấm sắt này rồi sau đó mình sẽ 3D, mình sẽ trộn hai cái này là thành một. Rồi ok, để khi mà các bạn trộn cái layer này lại, khi mà các bạn xây camera thì cấp hai cái này nó sẽ cùng di chuyển cùng nhau. Tại mình đã coi cái tấm sắt này là cái background rồi, thì mất công lát nữa mình phải xoay cái chữ riêng và xoay cái background riêng thì nó sẽ mệt. Ok, bây giờ mình đã có một cái layer đây đó, các bạn có thể thấy cái chữ ở trên đè lên cái tấm sắt như vậy. Thì mình đã trộn hai cái đó là một rồi. Bây giờ mình sẽ để cho nó thật hơn, mình sẽ cho hiệu ứng độ bóng cho cái chữ 3D này, thì mình vào mục 3D. Các bạn cho cái layer mệt nha, layer đã trộn lại rồi, các bạn dùng 3D. Rồi các bạn về home screen này, các bạn chọn environments, rồi sau đó là các bạn bỏ cái IPL này đi đó. Khi mà các bạn bỏ cái IPL này đi thì lập tức cái background này nó sẽ màu đen, và khi mà các bạn bỏ vậy thì nó sẽ tạo điều kiện cho mình chỉnh sáng nó rất là dễ. Sau đó rồi các bạn bỏ IPL rồi đúng không, sau đó các bạn nhấn vào cái hình bóng đèn nè, cái này là để mình tạo cái sáng. Nếu như bóng đèn ở dưới mình sẽ tạo một cái bóng đèn. Ở đây có ba cái định dạng ánh đèn, là ánh sáng điểm, thứ hai là ánh sáng mà spotlight, có nghĩa là giống như là cái đèn mà nó hay chiếu vô ca sĩ á, trong sân khấu, và infinity light thì mình sẽ chọn cái ánh sáng này đó. Thì khi bạn có ánh sáng thì lập tức nó sẽ sáng đèn lên. Rồi ok, thì ở đây mình sẽ đổ bóng cho nó. Nãy giờ có đang quay không ta? Mình quên quá. Rồi bây giờ mình sẽ đổ bóng. Rồi giả sử mình đổ vậy thôi. Rồi thì các bạn có thể nhìn thấy á, là ở đây nó có cái răng cưa, và cái những cái cạnh bóng này nó rất là sắc sắc nét. Thì mà để mà chịu được cái hiện tượng đó thì ở bên mục Infinity này, đây cái mục environment, rồi cái bóng đèn, thì ở đây nó có cho mình chỉnh độ sáng và chỉnh cái sắc nhiệt. Có sắc nhiệt này giống như là cái feeder hồi nãy mình nói gì đó,
nó sẽ làm cho những cái này, những cái răng cưa này nó sẽ bị mờ đi. Ví dụ mình chỉnh 30. Rồi tiếp theo sau đó là mình sẽ tăng độ sáng lên, ví dụ lên 150 đi. 150. Rồi. Sau đó khi mà các bạn chỉnh xong thì các bạn sẽ quay lại cái home screen này và các bạn chọn current view. Và đây các bạn chọn current view. Rồi sau đó là khi mà các bạn chọn current view ấy, thì rồi ok zoom ra quay lại current view thì ở đây các bạn có thể chọn những cái cách xoay cái background của mình ứng với lại cái hai cái background với lại cái chữ của mình, tại vì nếu mà mình làm 3D mà mình để chữ ngang vậy thì nó sẽ không rõ hiệu ứng đó. Thì bây giờ mình sẽ xoay, ví dụ mình sẽ xoay cái layer của mình như thế này. Ở khi các bạn thấy không, các bạn làm cái layer mà xuất thì các bạn xoay hai cái nó sẽ xoay chung với nhau, sẽ nó sẽ đỡ đỡ. Rồi ok, ví dụ mình xoay như vậy. Rồi sau đó cái chữ mình không muốn như vậy nữa thì mình phải xoay cái chữ theo kiểu khác, thì các bạn phải nhấn vô cái chữ đó, các bạn nhấn vô thì nó sẽ hiện những cái trục xoay của chữ. Cái này là khi bạn kéo lên thì nó sẽ là trục xoay đó. Ok rồi, các bạn nhấn bên nghiêng. Rồi nhấn xoay, rồi các bạn cứ chọn cái kiểu xoay mà mình thích. Góc kéo lên. Kiểu mình cũng hơi dài. Ok, giả sử mình trông nó như vậy đi. Cái kéo lên xíu. Rồi. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại cái bóng đèn. Tại vì cái ánh sáng của mình lúc này nó hơi khác rồi. Thì nếu mà mình cho ánh sáng từ đây mà chiếu thẳng trực tiếp vô, và mình thấy không, ánh sáng từ đây chiếu vô thì nó sẽ không có ra hiệu ứng độ bóng. Mình sẽ xoay ánh sáng như thế nào đó. Ta sắp được lên. Mình kéo cho nó lại nhỏ này. Khó chọn quá ha. Bên thì tối quá, bên thì sáng quá. Thôi ok, thống nhất vậy đi. Rồi để nói tốn thời gian các bạn. Rồi bây giờ thì thôi, mà khi mà các bạn đã hiệu chỉnh xong tất cả
thì các bạn sẽ nhấn vô cái biểu tượng hình lập phương như thế này để cái máy tính của mình nó sẽ render cái file hình này ra. Giống như là render clip vậy đó, thì tại vì các bạn làm 3D nó cũng phải cần phải có render cái hình. À, quên nữa, trong cái mục này các bạn có thể chọn cái kiểu 3D của mình. Đây, nó có thể là 3D bằng gỗ mà nó nổi vậy. Ở trên phần home screen và phần set reset. Đó, hoặc có thể sáng sáng một cách vuông góc như vậy. Nhìn bị lạ quá. Thôi được rồi. Mình sẽ thử một cái kiểu mà sáng vuông góc như vậy đi, mình thấy nó cũng ngộ ngộ rồi. Ở đây thì các bạn có thể đẹp, các bạn có thể đó. Ok rồi, mình sẽ chỉnh sáng lại thử xem nó có đỡ hơn hồi nãy không. Bây giờ mình sẽ xuất file luôn nha. Rồi, các bạn nhấn vào cái biểu tượng ô vuông nhỏ nhỏ dưới đây để các bạn xuất file này. Nhấn vô. Rồi, nói chung thì cái thời gian render nó cũng khá lâu nên tới đây mình sẽ skip cái phần hướng dẫn lại, đợi khi nào render xong mình sẽ chỉ các bạn một cách nữa, cách làm sao để các bạn có thể xóa cái phần nền ở dưới đây. Ok. Rồi mình sẽ nói tiếp là đây là cái hình của mình mà sau khi mình đã render bằng 3D xong thì mình render mất 20 phút. Thì tiếp theo á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để bỏ cái vân gỗ ở dưới đây và thay bằng cái nền sắt này. Ok. Là đầu tiên các bạn chọn lasso tool. Các bạn khoanh dùng nó. Mình sẽ ráng khoanh dùng kỹ hơn. Rồi. Lasso tool. Rồi. Sau đây các bạn tiếp theo các bạn sẽ chọn edit. À, các bạn phải chọn cái layer của mình là cái layer gỗ nha, tại vì mình sẽ xóa cái layer gỗ này thành cái layer sắt. Bạn vào edit, các bạn chọn fill. Ok, content over mục normal 100%, bạn nhấn ok. Đó thì lập tức nó sẽ fill vô chỗ đó bằng một cái bằng cái màu mà nó tìm được ở cái vị trí không gian xung quanh gần của nó. Thôi thôi, thì về chữ 3D thì mình chắc chỉ tới đây thôi được rồi. Rồi thôi, chào các bạn.